Đi vô đây coi miếng bò anh chủ anh thả rong cho nó ăn, không có dây cũng dàm vậy chị. Bò thì nói chung là anh chị thấy kiểu mẫu không, bò này nhìn coi vằn rúng của nó như bò đực luôn anh chị ơi, cái dây rúng của nó hết biết luôn. Con bò đẹp nè anh chị đó, anh chị thấy không? Con này thì nói về cái độ đẹp của nó và anh chị kiếm hơi bị khó nha. Trời ơi, coi cái vằn rúng, cái vằn yếm của nó mà đầu trụi nữa chứ. À, con anh chị thấy bò không? Thấy ưng không? Không phải con bò này nha. Bò này nè, trời ơi, ghét man. Ghét man trụi nha. Ở đây thì anh chủ nhà anh bán hết ba con luôn. Cái bò này anh mua bò một coi không à, vậy nè, anh nuôi bò này. Con bò này đá thấy ghê thì chứ. Bò này anh nuôi bồn coi nha anh chị. Đó, như con này giờ anh bán 8 triệu nè. Mà một coi con này bán 8 triệu anh chị. Giờ anh chị em nói thiệt với anh chị, giờ anh chị đem về anh chị bán bê thui thôi đó. Anh chị coi nhiêu bê đây, con này 12 triệu đang ăn uống miệt mài luôn. Trời cũng đầu trụi luôn chứ phải chơi đâu. Đâu cây cây mặt mày cây cây sao đầu trụi lủi luôn ông ơi, rúng nè, ăn uống thoải mái luôn, đầu trụi luôn nha. Con này 12 triệu. Hôm nay có mặt tại An Hiệp Ba Tri nha anh chị. Con này cũng đầu trụi. Y. Con này không phải Red Man chị ơi, con này bò bô. Con này bò bô nha anh chị chứ không phải con bò Red Man nha. Đây nè. Nè, bô nè. Nè anh chị coi. Đẹp lắm anh chị ơi, từ cái dạng chân móng xương sóc rất là lớn luôn nha. Như con này đang chốt giá anh chị giá 10 18 triệu nè. Đứng lại. 18 triệu nha anh chị. Đẹp lắm luôn. Không thể nào cưỡng lại với con bò này được. Dậu yếm lạt phạt. Đây. Tớ coi vằn rúng nè. Hết biết cái vằn rúng luôn anh chị ơi. Kệ nó, cho nó đi lông nhông đại chị nè. Giờ nó ra ánh nắng nè chị coi nè, anh thả lan mấy con bò nè. Đây đã không, đúng lại con này 8 triệu đây, chị mua về làm đám cũng có lãi nữa. Như con này 12 triệu nè. Còn con này đứng lại chụp tấm hình đứng ra ngoài ơi. Thời cây đuôi nè, có cây đuôi nè anh chị. Rồi lấy tiền chốt giá cho anh chị 18 triệu. Đẹp lắm nha anh chị, xương lớn nữa. Hết biết mò đã. Cô chú anh chị các bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ em. Chốt giá cho anh chị quả này 18 triệu. Bò khoảng tầm 8 tháng anh chị, sái tích nghiêm chỉnh. Nói chung là đảm bảo nghiêm chỉnh coi gì đúng. Rồi cái dần đúng thấy tê. Ừ, đứng đó nó mới đẹp đó. Rồi hết bài rồi. Hết ý rồi. Quá đẹp luôn. Rồi 18 triệu ha. Con này 8 triệu nè. 8 triệu. Lộ con bò kia em luôn. Nó ham ăn ghê chứ coi nó đứng đâu nó ăn kìa. Người ta đứng ra ngoài đây tao phải nắng, còn anh đứng ra anh ăn à. Nè, mấy con bò ham ăn vậy nè. Anh chị mua về nuôi không sợ ha. Bò này nói chung ảnh cũng mua mấy con bò mồ côi về anh nuôi mà vậy nè. Đây cô chú anh chị các bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ em ha. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video đây, hẹn lại cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp.